chào anh em nhé, mình sẽ xả tiếp lô máy để cho anh em về làm này. Đây có 4 con dung xếp thủy điện này. Đây, số máy này gần cho anh em có nhiều thời gian để làm. Con này 535 lận, số 5 lận, con này mạnh lắm, 53cc vậy. Con này bao nhiêu đây? Con này phải 45cc đấy, toàn máy to không. Đó. Con này cũng 45cc này, nhìn nhau, nhìn nhau. Con này thì 455 này, nó giống như con này, mình gắn cái tay. 455. Con này thì dôn xét này, con này bị anh em về lấy đồ này, heo nhét, nhét, nhét thì lửa này. Đó. Đó, con này cũng lấy lửa về lấy đồ dê này. Này con này cũng vậy, cho con này đầy đủ hơn này. Hai con này ná ná giống nhau lắm. Bô ngòm ngòm bô lại nhân sàng bô. Nói chung là mua về để bán anh em làm sắp tùng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 5, 3, 5 nha anh em. 3 triệu rưỡi đô này. Đó, để anh em là phụ tùng. Anh em nào có cần gì thì cứ lấy hết nha. Sàng đồ lấy dên, lấy đồ thì sàng này. Đó, 7, 5, 3, 5, 3 triệu rưỡi đồng này. Anh em là làm liên hệ số điện mình nhé, 0974 6443. Cảm ơn anh em.